nhận dạng vân tay của mình á, một số bà con mình do việc lao động cực khổ, do đó những cái vết mà chai xả cũng như là nứt nẻ trên những cái dấu vân tay á, nên rất khó khăn cho việc cán bộ tiếp nhận để lăn tay để nhận dạng dấu vân tay. Đó là một trong những khó khăn trong việc cấp căn cước công dân. Dạ. Thì cái giải pháp thì trong đó thì cán bộ đã thực hiện một số giải pháp như là ngâm tay vô nước đá để cho nó giãn nở cái chỉ tay nó được rõ ràng hơn, và lăn bột để là dấu vân tay nó dễ định dạng hơn, giúp cho bà con để thực hiện việc lăn tay để nhận dạng. Rồi.